Welcome các anh chị đến với channel của mình. Mình là Johnny Thông đây. Và 2018 này tôi chúc các anh chị thành công đại thắng trong lĩnh vực đầu tư. Và quay trở lại đầu năm, tôi muốn chúc mừng các anh chị cũng như tôi muốn nói với các anh chị một thông tin rất tuyệt vời. Hãy đón nhận những thông tin sau đây nhé. Welcome các anh chị quay trở lại với 2018. Chúc các anh chị 2018 đại thắng. Tôi là Johnny Thông, FP của Kèo Thơm ICO đây. Chắc hẳn là các anh chị nghỉ Tết với gia đình và với người thân của mình trong một dịp Tết vừa rồi rất là tuyệt vời. Kết thúc 2017 thì đã có rất nhiều người hài lòng với kết quả đầu tư của mình. Tuy nhiên có một số người thì 2017 thì không có được tốt và rút ra rất nhiều bài học. Vậy thì ngày hôm nay, trong cái ngày mà đầu năm này, trong cái tiết trời mùa xuân tuyệt vời này, thì chúng ta bắt đầu nhìn lại để chúng ta định hướng đầu tư trong 2018 như thế nào. Thì chúng ta hãy bắt đầu vào công việc ngay luôn, bởi chúng ta sẽ bắt đầu sớm thì chúng ta tạo thói quen sớm, bởi vì chúng ta nghỉ một tuần thì cơ thể các anh chị bắt đầu làm biếng và chúng ta bắt đầu không muốn làm việc trong cái kỳ mà chúng ta trở lại. Đó lý do tại sao ngày hôm nay Johnny Thông bắt đầu review, bắt đầu tập vào ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu làm việc thực sự giống như 2017 để đón nhận một 2018 đều thắng lợi. Và ngay hôm nay thì tôi bắt đầu chúc cho các anh chị một năm mới đại thắng và lập cho kế hoạch mục tiêu tài chính 2018 thật là tốt. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay tôi bắt đầu review một cái ICO mà nó ICO kiểu mới, nó rất rất khác so với những cái ICO trước đây mà tôi đã từng làm. Nào, cùng tôi đăng ký. Anh chị em chưa biết cái thông tin của tôi trên Facebook thì tôi là Johnny Thông. Anh chị có thể search cái này để ra. Và nếu anh chị thích xem video clip thì anh chị hãy search là Johnny Thông ở trên YouTube. Hiện nay tôi có hơn 12.000 người đã đăng ký thông tin ở trên YouTube channel để cập nhật những thông tin của tôi ở trên YouTube channel này. 12.000 người là con số 2017 vừa qua rất là ấn tượng. Cảm ơn 12.000 người đã ủng hộ tôi và subscribe trong 2017 và tiếp tục chào đón thêm 10.000 người trong 2018 này để nâng tổng số cái cộng đồng của chúng ta lên vài chục ngàn người. Đó là cái ước mơ của tôi và tôi mong muốn các chị ủng hộ điều đó. Và cái điều mà ngày hôm nay đầu xuân tôi muốn nói các anh chị là gì? Đó là anh chị hãy cập nhật vào trong kèo thơm ICO.com. Sau đó các anh chị vào blog. Sau khi vào blog xong thì các anh chị thấy cái dự án đây này. Cái đầu tiên mà khi mà các anh chị coi cái này xong các anh chị rất ấn tượng, đó là cái gì? Một cái nền, trước đây thì có rất nhiều những cái dự án về nền tảng game nhưng mà tôi không có review. Lý do là tôi không thấy có cái gì đặc biệt. Và với cái dự án về ICO này của Aspeed này thì tôi lại có cái sự hứng thú về nó. Đó. Trước khi các anh chị rời cái video clip này thì có một vài điểm nhấn sau để quyết định anh chị có nên nghe cái thông tin tiếp theo hay không. Là cái DAICO này được gợi ý ý tưởng bởi người sáng lập Ethereum. Anh chị biết người sáng lập Ethereum là ai rồi đó. Và quan trọng là cái DAICO này là hình thức mà nó bảo toàn vốn cho nhà đầu tư 100%. Và quan trọng là cái công ty phát hành ra cái Abyss này, hệ sinh thái game này, chính là cái công ty game đã có lịch sử 10 năm qua làm game trên thị trường. Đấy, đó là cái điều thứ ba. Và cái quan trọng là anh chị có thể được quyền biểu quyết định là chúng ta cái dự án này được tiếp tục hay là không. Đó là cái quyền nằm trong tay nhà đầu tư. Trước đây chưa bao giờ có một cái ICO trước đây làm điều này. Đấy, thì đó là những cái thông tin rất thú vị về ICO này. Trước khi anh chị có rời clip thì anh chị hãy nhớ những điều tôi vừa nói để không bỏ lỡ những gì mà tôi sắp tới sẽ nói tiếp theo đây. Ok, nào, let's do it, chúng ta tiếp tục, let's go. Chúng ta sẽ tiếp tục là tại sao tôi lại nói cái điều này tuyệt vời. Bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta bắt đầu coi một cái dự án ICO mà nó có tên là DAICO. Nghe rất lạ đúng không? DA là nó viết tắt của từ là gì ạ? DAO là viết tắt của Decentralized Autonomous Organization. Tức là nói về cái tổ chức tự trị phi tập trung, tức là dùng trí tuệ đám đông các anh chị, và ISO là các anh chị biết rồi. Vậy thì kết hợp giữa DAO, tức là DAO và ICO, đó là hình thức mới, đó là được cái người sáng lập của Ethereum là Vitalik Buterin là viết nó ra cái mô hình gọi là mô hình gì? DAICO. Đây, anh chị có thể đọc là DAICO hoặc là DAICO, tùy các anh chị.
còn các anh chị có thể đọc là Daico tùy các anh chị nhé. Và mô hình này là kết hợp giữa DAO và ICO. Và đây các anh chị thấy DAO là tận dụng trí tuệ đám đông, không cần phải tin tưởng bất kỳ một team nào. Chúng ta đã từng mất mát rất nhiều khi mà tin tưởng một team nào. Còn đối với cái DAO này thì tận dụng trí tuệ cộng đồng, đám đông và nguồn vốn có thể dàn trải theo thời gian. ICO thì anh chị biết rồi. Đó, thì anh chị nếu bây giờ quyết định cho mình đăng ký cái này thì anh chị bấm vào đây. Tuy nhiên hãy nghe rồi những cái thông tin tiếp theo để quyết định là cái này có phải là dự án rất là tuyệt vời trong đầu năm 2018. Chào xuân này, khai xuân này, trong tiết trời mùa xuân này tôi lại giới thiệu cái Abyss này. Thì cái Abyss này là cái dự án DAICO hay là DAICO đầu tiên trên thế giới. Abyss này là dự án tạo ra hệ sinh thái tiền thuật toán cho các game thủ và gọi là gamer và developer, tức là cái nhà phát triển game. Đấy. À, thế thì nó có cái gì đặc biệt? Đây, anh chị có thể đọc cái lợi ích của nó là cái người gamer có thể kiếm được tiền từ cái việc chia sẻ cái video họ chơi lên trên cộng đồng và người ta coi, và thông qua đó kiếm được tiền thông qua cái việc mà bán quảng cáo. Hoặc anh chị chơi game, anh chị bán cái item gọi là vật dụng trong game để đổi lấy tiền. Và ngày xưa các anh chị đổi lấy tiền thì rất khó để quy ra tiền mặt. Còn bây giờ thì đổi lấy đồng tiền token, Abyss token này. Đó là cái điều rất tuyệt vời đúng không nào? Chúng ta có thể rút về ví Ethereum và thông qua đây chúng ta có thể gì chuyển về thành Việt Nam đồng hay bất kỳ một đồng tiền nào thông qua cái cổng về Ethereum. Đó. Và cái developer thì họ được cái gì? Họ sẽ có một cái cộng đồng rất lớn để họ có thể phát triển nội dung, sáng tạo nội dung để kiếm tiền. Và họ có thể chăm sóc cái hàng của họ ở trên này, và họ có thể luân chuyển cái hàng mỗi trên nền tảng mỗi game. Và đây cái lưu đồ mà anh chị thấy Abyss nó làm việc đây, anh chị là những người hiểu biết, anh chị có thể coi vào đây. Và cái Abyss token này chính là token chuẩn của ERC20 chạy trên nền tảng Ethereum đấy. Và anh chị có thể coi là cái lợi ích của cái việc đây là những cái điểm đặc trưng của game của Abyss cũng như các cộng đồng game khác. Đây là những tính năng nổi bật của Abyss token. Thì anh chị thấy là cái tính năng nổi bật của nó là cái việc này, là nhận tiền kiếm tiền thông qua cái việc Abyss token này, tức là giữa gamer và developer họ có thể giao dịch thông qua cái Abyss token là trung gian thanh toán, hệ thống thanh toán nội bộ giữa developer và gamer. Và toàn bộ những chương trình affiliate sau này đều trả thông qua cái Abyss token này. Đấy, đấu giá trong game, những cái vật dụng đều trả bằng cái Abyss token này, vân vân và vân vân. Vậy thì điều quan trọng là cái ICO này á, DAICO này, tại sao công dân Mỹ có thể được mua cái token này? Trước đây thì tất cả nền tảng ICO thì tất cả người Mỹ đều cấm các anh chị. Và khi cái nền tảng về DAICO này thì Mỹ được tham gia. Khi mà Mỹ được tham gia chứng tỏ là cái độ an toàn rất cao. À, độ an toàn rất cao nha. Người ta, các ICO khác đều phải cấm Mỹ. Nhưng riêng cái này thì Mỹ được tham gia. Đó là cái điều anh chị lưu ý. Và quan trọng là anh chị có thể mua bằng cái token của sàn Binance. Tính là cái đồng BNB. Anh chị thật là biết cái đồng BNB không à? Đó là cái đồng rất tuyệt vời để chúng ta làm trung gian thanh toán cho cái sàn Binance. Đấy, vậy thì mùng 7 tháng 3 này nó chính thức là bán với giá là 0.241 đô. Và nó bán mùng 7 tháng 3 và short cap, tức là cái giá, cái đợt huy động mà nhỏ nhất của nó là khoảng 6 triệu đô và khoảng 600 triệu đô cho cái hard cap nếu đạt cái việc này. Đấy, thì báo với các anh chị biết trước khi mà chúng ta mở tài khoản trong ngày hôm nay để được tặng 25%, thì chúng ta sẽ điểm sơ qua là một chút xíu về cái dự án này để các anh chị có thể gì ạ? Để các anh chị có thể biết được là cái dự án này nó tuyệt vời thế nào. Đây là trang chủ của nó. TheAbyss.com. Thì anh chị thấy nha. Đây là nó nằm đầu tiên, nó nằm trong cộng đồng Enterprise Ethereum. Đây là cộng đồng rất là tuyệt vời. Và đây anh chị thấy là gì? Nó token sale này, kể cả cái người mà Mỹ có thể được mua cái token sale này. Đó là cái điều tôi báo các anh chị là một cái tin rất là tuyệt vời đúng không nào? Đó. Đây, nếu anh chị là international, anh chị đây là
Ethereum. Còn nếu anh chị là công dân Mỹ thì anh chị được mua bằng cái Ethereum. Đó. Còn nếu là quốc tế thì anh chị bằng mua cái khác. Trước khi mà chúng ta coi thử cái này như thế nào, chúng ta bắt đầu điểm sơ qua là hệ thống truyền thông của nó có mạnh hay không. Chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta phải biết là đầu tư thành công hay không phụ thuộc vào vài yếu tố, tức là cộng đồng đủ lớn, công nghệ phải đủ mạnh, và quan trọng là nó có sự đột phá về mặt xã hội, về mặt ứng dụng, đúng không nào? Về mặt ứng dụng. Rồi. Rồi chúng ta bắt đầu điểm sơ qua nha. Đây là Bitcoin Talk. Bitcoin Talk của Abyss rất là thành công với 7.200 người vào trong đây để tham gia cái chương trình bounty của nó với 52 trang. Đây là cái chương trình bounty khá là thành công của Abyss, của Abyss. Và anh chị có thể check Telegram của nó hiện nay thì khoảng là bao nhiêu. Telegram của nó là gần 22.000 người rồi, tức là số lượng đang tăng lên từng ngày. Các anh chị để ý nha, tăng lên từng ngày, cái cộng đồng rất là lớn bắt đầu tăng lên từng ngày. Và quan trọng nó giải quyết đây. Đây này, đây là tương lai của video game industry, tức là cái nền công nghiệp video game. Các anh chị đều biết trước đây, và thông qua cái Abyss token này để hiện thực hóa điều này. Đấy, các anh chị để ý nha. Và quan trọng. Rồi, quan trọng là anh chị tiếp tục tìm hiểu thông tin là anh chị coi cái lượng truy cập của nó có khủng khiếp hay không. Chúng ta kiểm tra cái Abyss này, lượng truy cập của nó xem thế nào. Thì hiện nay The Abyss này là cái lượng truy cập của nó là lên tới 1 triệu người từ lúc bắt đầu mở website này, anh chị để ý nha. Và thời điểm đỉnh cao của nó là một tháng là 1,3 triệu người. Đây, 1,3 triệu người vào tháng 12. Đây là con số rất là khủng khiếp. Và quan trọng là anh chị thấy là Việt Nam không nằm trong top 5. Top 1, top 2 là Mỹ và Nhật Bản. Rồi Anh, Turkey và Hàn Quốc, đây là những quốc gia rất mạnh về game. Còn riêng Việt Nam không có nằm trong cái top này được anh chị nha. Cho nên các anh chị thấy là Abyss này, cái cộng đồng game này rất là lớn, rất là lớn. Và khi tôi kiểm tra nó ở trên cái gì ạ? Anh chị thấy khi mà tôi kiểm tra ở trên YouTube. Đây. Tôi đánh cái này ra thì có một điều là hiện nay Việt Nam mình không có ai review cái ICO này, mà đa số là những cái người làm quốc tế thôi, và có lẽ tôi là một trong những cái người đầu tiên để review cái ICO này. Ok, và đó là lý do tại sao tôi nói các anh chị là tôi sẽ nói với các anh chị là cái ICO này sắp tới rất là hot, và nó bảo chứng cho cái sự thành công của các anh chị. Quan trọng là anh chị không mất vốn với cái dự án này. Đấy là cái điều mà tôi muốn cân nhắc để nói các anh chị. Và cái này, cái team, chúng ta nhắc đến điều thứ năm, đó là cái team phát triển của nó, là tôi đánh giá rất là cao cái việc này. Bởi vì sao? Tôi sẽ nói cái dự án này ở mặt tích cực và tiêu cực, tức là mặt được và mặt hạn chế. Aspit này đến từ Nga, tập hợp của 30 nhân sự, và cái công ty tiền thân của nó không phải là công ty tay mơ, đó là Destiny Game, là một website là rõ ràng. Đây là Destiny Game, đây các anh chị click vào đây, anh chị sẽ thấy rất là rõ ràng cái game này, và nó được thành lập vào năm 2008 các anh chị nha. Và ở trên thông tin trên này có cập nhật Abyss cũng như là cái DAICO này hết ở trên cái trang chủ của Destiny Game này. Anh chị có thể coi họ, công ty của họ đây được thành lập vào 2008. Những cái giải thưởng mà họ đạt được trong trong những năm vừa qua, và quan trọng họ là partner của những cái công ty nào như Bluehole, Imperia Online hay là gì, Dream WWF hay là Innova. Đó là như là cái đối tác về game rất là lớn để anh chị thấy. Và đây là cái team của họ, cái project team của họ rất là hoành tráng và cập nhật trên LinkedIn hết, và quan trọng là profile rất là đầy đủ, và cái đội ngũ advisor advisor cũng khá là chi tiết và đầy đủ các anh chị. Và khi chúng ta nhắc đến cái lộ trình roadmap của nó thì anh chị thấy quý 3 2018 họ đã thành lập nền tảng game Destiny rồi, và đến tận 2017 thì họ bắt đầu trình bày khái niệm Abyss, một nền tảng kỹ thuật số cho các gamer.
và đến quý 1 năm nay là tháng 3 họ sẽ mở bán token. Và như vậy thì quý 2, quý 3 họ sẽ lộ trình về việc phát triển cái nền tảng Abyss này cho gamer và developer. Đấy, họ có kế hoạch phát triển đến 2022 luôn các anh chị. Đây là roadmap của họ. Anh chị có thể đọc thông tin ở trên website, landing page của họ. Vậy thì đứng ở góc độ đầu tư, anh chị quan tâm điều gì nào? Đây, ở góc độ đầu tư là chúng ta quan tâm là có an toàn và chúng ta rủi ro gì. Đấy, ok. Vậy thì anh chị bắt đầu để ý là hiện nay những cái trang mà đánh giá về cái ICO lớn của họ, những cái ICO thì có đánh giá cao cái Abyss này hay không? Thì chúng ta bắt đầu điểm qua một vài cái thông tin trên cái dự án này nhé. Và tôi sẽ nói các anh chị những điểm nhấn của họ thế nào. Đây, được Destiny bảo trợ. Đây là team của họ, rất là hoành tráng. Và được support bởi những cái tạp chí rất là nổi tiếng trong lĩnh vực về cryptocurrency. Hoặc là bên dưới các anh chị thấy là trong cái vấn đề về báo chí, in the press. Thì đây là CEO, là sáng lập của Ethereum Vitalik, có phát triển cái ý tưởng về nền tảng về DAO cộng với ICO này, viết tắt là gì? DAICO. Đấy, để các anh chị thấy. Và chúng ta sẽ coi cái thông tin này ở trên cái gì ạ? Ở trên cái gì? Trên cái khi anh chị biết là ICO Bench là một cái kênh đánh giá rất là cụ thể về cái gì? Về cái các ICO thì được Abyss này đánh giá là 4,5 điểm ở trên này. Thì cái ICO Band là một kênh đánh giá rất là uy tín và rất khắt khe. Mà Abyss này được đánh giá 4,5 điểm, chứng tỏ nó không phải vừa các anh chị. Và còn 12 ngày nữa nó sẽ ICO. Và một Abyss là bao nhiêu? 0,24 đô. Chấp nhận là Ethereum và BNB. 0,1 ETH là mua được rồi. Đấy, chúng ta phải KYC và đăng ký whitelist thì chúng ta sẽ được đăng ký vào cái chương trình mua Abyss này. Đấy, để các anh chị thấy là ICO Band là đánh giá cao cái này, kể cả ICO Holder. ICO Holder cũng là một cái kênh đánh giá rất là gì ạ, chi tiết và rất là khắt khe, mà cũng đánh giá rất cao về cái gì, về Abyss này. Thì các anh chị thấy Abyss này ở trên ICO Holder, đây họ làm rất là chi tiết và họ cập nhật về chi tiết cái này, roadmap ở trên này, team, tất cả đầy đủ. Và họ đánh giá là 4,24 về tính độ, cái độ khả thi của nó. ICO Band là 4.6, 4.7. ICO Bazaar là 4.0. Và ICO Rating là đánh giá rất là cao về khả năng thực thi của nó. Đấy, để các anh chị thấy là cái dự án này rất là tiềm năng để các anh chị có thể đầu tư. Tuy nhiên thì tôi sẽ thấy ở góc độ rủi ro, nếu mà tôi không nhắc đến thì quả là thiếu sót. Thì ở bất kỳ một dự án nào thì chúng ta cũng đều có mức độ rủi ro. Tuy nhiên với dự án DICO này thì có mức độ rủi ro ở những cái nội dung như sau. Đây là lần đầu tiên trên thế giới họ huy động bằng hình thức gọi là DAICO, nên nhiều người sẽ nghi ngờ về khả năng thành công của nó. Đó là chắc chắn, lần đầu tiên luôn luôn là khó khăn. Và nếu dự án thất bại thì anh chị sẽ được nhận lại tiền đủ một ETH hoặc BNB. Nhưng các anh chị mất đó là chi phí cơ hội của cái ICO này. Anh chị để ý nha. Mà chi phí cơ hội là gì? Chi phí cơ hội có nghĩa là anh chị bỏ tiền mua cái này mà không lấy cái tiền đó mua cái khác. Nếu cái khác nó tạo ra một mức lợi nhuận thì các anh chị đã mất cái lợi nhuận đó, thì gọi là chi phí cơ hội của cái cơ hội ở đây, Abyss này. Và có một cái điều là trong một cái diễn đàn Enterprise Ethereum, CEO sáng lập của Ethereum Vitalik Buterin có nói là nên có một cái nền tảng ICO phi tập trung, nhưng mà làm sao cái quyền cao nhất ở các nhà đầu tư có quyền biểu quyết hoặc phiếu bầu cho cái ICO đó có tiếp tục hay không. Thì đó là một ý tưởng mà sau này làm tiền đề cho cái dự án Abyss này. Nó viết tắt của cái nền tảng modeling gọi là hình thức huy động ICO. ICO là DAICO, DAICO. Ok. Và cái mức độ an toàn của cái dự án này như thế nào? Anh chị không có lo mất tiền như trước đây, bởi vì nó cung cấp cái gì ạ? Cái tính minh bạch của cái dự án này hoàn toàn là minh bạch. Và cái quy tắc là anh chị là một phiếu bầu cử để anh chị có thể vote, bình chọn cho cái việc tiếp tục dự án này hay không. Và nếu cái việc mà gì ạ, mà rút vốn thì anh chị cũng không lo lắng gì. Bởi vì sao? Nếu dự án không thành công thì anh chị được quyền rút vốn và hoàn lại số tiền. Và nó bảo vệ rất rất tốt cái việc mà đầu tư của các anh chị. Đó là lý do tại sao trước đây không có một cái ICO nào làm tốt điều này.
và hình thức ICO rất là rủi ro, bởi vì họ huy động xong có thể họ lên sàn hay không, thì nếu họ không lên thì các anh chị chịu mất rủi ro 100%. Và thì cuối cùng cái kết luận của tôi và anh chị biết không, khi mà tôi kiểm tra Telegram mà lên tới là 22.000 người thế này, và tôi kiểm tra cái mức độ truy cập mỗi ngày á, tôi lên Hipstaff tôi kiểm tra, thì có một cái điều bất ngờ là cái lượng truy cập một ngày mà tôi nói các anh chị rất là ấn tượng, đó là gần 10.000 người, hơn 9.000 người truy cập mỗi ngày ở trên cái này. Và quan trọng là Việt Nam chỉ xếp trong top 10 thôi, còn Japan, United States, Korea, France, Turkey, Russia, Italy, India, Spain là những quốc gia mà rất là mạnh về công nghiệp game. Họ đã tận dụng cái làn sóng này để quan tâm về dự án Abyss này. Đó là cái điều tôi báo các anh chị về cái việc mà dự án này có được nhiều người quan tâm hay không. Một dự án thành công hay không là do cộng đồng. Dù công nghệ có tốt thế nào, cộng đồng quan tâm cũng không thành công. Đó là cái điều tôi nhắc các anh chị. Và quan trọng là cái dự án nó ra đời để thay đổi cái bộ mặt xã hội lớn, công nghệ đột phá thì đó là thành công. Và quan trọng là làm marketing tốt. Không marketing tốt thì làm sao có gần 10.000 người vào mỗi ngày như vậy để truy cập, để tham gia cái dự án Abyss này. Và làm sao có thể có được là gần 22.000 người trong vòng thời gian rất ngắn vừa qua của dự án Abyss này. Đó là cái điều mà tôi báo các anh chị là rất rất là tiềm năng với dự án này. Đó, vậy thì cuối cùng là kết luận là có tham gia hay không. Bitcoin Talk đầy đủ, GitHub đầy đủ, và quan trọng là ở trên cái nền tảng YouTube cũng như là cái thông tin ở ICO Bench hoặc là ICO Holder rất là chi tiết về Abyss này. Thì đó là cái điều mà tôi nói các anh chị là dự án này khá là tuyệt vời. Vậy thì đáng đầu tư hay không? Thì câu trả lời là đáng để đầu tư. Đó, dự án này thì nếu các dự án ICO trước đây đầu tư rủi ro là 10, thì cái này rủi ro hầu như là các anh chị thấy là rủi ro là 1 thôi các anh chị. Bởi vì sao? Anh chị được thu lại vốn nếu dự án không thành công. Đó là cái điều quyền lực nằm trong tay các anh chị. Có thể trong 2018 này thì cái làn sóng về DA ICO này sẽ tạo ra một cái trend mới. Đó là cái trend về đầu tư mà huy động vốn, nhưng mà quyền lực nằm trong tay các nhà đầu tư, chứ không phải nằm trong tay cái gì? Nằm trong tay cái người phát hành cái token. Đó. Đầu tư khoảng 3 đến 10 ETH là hợp lý với cái ICO này. Đấy. Và anh chị đăng ký một tài khoản đây để được bonus là bao nhiêu? Anh chị được bonus là 25%, tặng thêm 25%. Và trong ngày 7 tháng 3 nhé, anh chị click vào đăng ký ngay ở đây. Thì anh chị khi mà click vào đăng ký ngay á. Đấy. Đây, anh chị sẽ click vào đăng ký ngay. Sau đó chúng ta sẽ có một cái tài khoản. Đây, anh chị bấm register now. Thì anh chị thấy là email là gì? Anh chị điền email của mình vào. Password. Password của mình vào. Rồi, referral ID anh chị để nguyên. Bấm là tôi không phải robot. Tiếp tục bấm là tôi đồng ý với những chính sách của nó. Sau đó các anh chị bấm create an account. Thì anh chị check mail. Thì nó sẽ gửi vào mail cho các anh chị. Sau đó các anh chị bấm vào login. Đó, login ha. Anh chị vào. Sau khi anh chị bấm login vào thì anh chị sẽ là thấy là chúng ta sẽ hiện nay là có 77.000 người đăng ký rồi các anh chị ơi. 77.000 người đăng ký là con số khá là khủng khiếp. Rất là khủng khiếp các anh chị nhé. Rất tuyệt vời. Rồi các anh chị đã có một cái tài khoản này và hãy chờ mùng 7 tháng 3 anh chị sẽ mua cái ICO này. Vào mùng 7 tháng 3 tôi sẽ cập nhật cách thức mua cái ICO Abyss này. Nhiệm vụ các anh chị bây giờ là có một cái tài khoản, có một cái tài khoản đăng ký cái ICO này. Làm sao để chúng ta có một tài khoản này, chúng ta cứ đăng ký mà để được bonus là tặng 25% trong ngày mùng 7 tháng 3. Đó là lý do tại sao anh chị có đăng ký ngay. Và sau khi đăng ký anh chị sẽ đăng ký dưới đường link mà ngay lập tức ở trong cái trang này của tôi, cũng như là dưới cái video clip này tôi có để link các anh chị. Và những cái bài viết chi tiết thì anh chị có thể tham khảo trên kèothơmico.com này. Vậy một lần nữa, dự án đầu năm này tôi chúc cho các anh chị thành công và đại thắng, hứa hẹn 2018 bùng nổ. Và mọi thông tin chi tiết tôi sẽ cập nhật cho các anh chị không rời, và tôi cập nhật các anh chị liên tục để các anh chị nắm bắt cái Abyss này. Và đây là dự án rất tiềm năng trong 2018.
và cái mức độ rủi ro của anh chị là rất 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 thấp. Và đó là lý do tại sao tôi mạnh dạn nói với các anh chị điều này. Và đây là nếu không dự án này nếu mà rủi ro cao thì người sáng lập của Ethereum không có nói về đề xuất cái ý tưởng như vậy đâu các anh chị. Và chúc các anh chị đăng ký tài khoản thành công. Và một lần nữa tôi là Johnny Thông. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Xin chào.